4.200 hộ với hơn 15.000 dân có thể xem là con số lớn nhất trong lịch sử di dời dân cư theo đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực một di tích kinh thành Huế. Được thực hiện được, đây có thể xem là một cuộc di dời dân lịch sử của tỉnh Thừa Thiên Huế. Huyện A Lưới tập trung chỉ đạo công tác phòng chống rét, dự trữ thức ăn cho trâu bò thời điểm mưa rét. Kinh doanh loại hình homestay đang ngày càng nở rộ. Điều này giúp cho du khách sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn về nơi lưu trú, đặc biệt trong các kỳ nghỉ lễ. Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật cuối cùng trong năm 2018, cũng là ngày nghỉ lễ thứ hai trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với chúng tôi với chương trình Huế Ngày Mới trong thời gian qua. Còn bây giờ, xin được bắt đầu chương trình hôm nay với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trang bị kỹ năng ứng phó giải quyết các vấn đề truyền thông tại tỉnh Thừa Thiên Huế là mục tiêu của hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trong sáng qua 29 tháng 12. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiên Định đã đến dự. Tham gia tập huấn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và một số đơn vị liên quan. Các đại biểu được nhà báo Lê Thanh Phong giới thiệu khái quát về truyền thông, phân biệt sự khác nhau giữa truyền thông và quảng cáo, đưa ra dẫn chứng cụ thể về một số vụ việc liên quan đến khủng hoảng truyền thông xảy ra gần đây trong nước và ngay cả trên địa bàn tỉnh, như vụ việc của Tân Hiệp Phát, Kinh Đô, Vedan hay liên quan đến thương hiệu bún bò Huế. Nhà báo Lê Thanh Phong đi sâu vào nội dung chính của hội nghị tập huấn là cả kỹ năng xử lý đối với từng trường hợp khủng hoảng truyền thông đột xuất hay khủng hoảng truyền thông có thể dự báo. Cụ thể, trong vấn đề xác định nguyên nhân, xác định nguồn đưa tin để xử lý đúng địa chỉ, dự báo khủng hoảng bằng các nghiên cứu và khảo sát của doanh nghiệp, xây dựng chiến lược sao cản, biến khủng hoảng thành cơ hội truyền thông, v.v. Ngoài ra, cả đại biểu cũng được tập huấn về sản phẩm truyền thông, xây dựng mục tiêu và chiến lược kết hợp truyền thông, vấn đề xây dựng nhân sự truyền thông cùng những nội dung liên quan đến truyền thông nội bộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng điểm năm 2019 về phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế kỹ thuật với nguồn lực thực hiện khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 1.000 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 1.000 tỷ đồng. Kế hoạch nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật, phát triển đô thị theo hướng bền vững, hỗ trợ tích cực cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực phục vụ, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn. Một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện mục tiêu trên đó là phù hợp với các cơ quan trung ương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lớn trọng điểm, làm động lực thúc đẩy phát triển nhanh mọi mặt kinh tế xã hội của Thừa Thiên Huế. Bố trí nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Tiếp tục triển khai dự án cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 nguồn vốn ODA, ADB có tính đến giai đoạn 2020. Tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ triển khai xây dựng chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, tiến tới hình thành đô thị thông minh. Hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền, khu công nghiệp Từ Hà giai đoạn 1, khu công nghiệp La Sơn giai đoạn 1, khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4, đợt 1, đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư công, xúc tiến hỗ trợ đầu tư các dự án trong khu đô thị An Vân Dương, khu công nghệ cao, giáo dục quốc tế, các dự án đầu tư hạ tầng khu đô thị. Chuyển sang những thông tin quan trọng khác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung cấp các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau quả thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và sau Tết Nguyên đán. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, đảm bảo ổn định sản xuất, đặc biệt là phòng chống rét đậm rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, không để tình trạng dịch bệnh lây lan trên diện rộng, triển khai hỗ trợ kịp thời hạt giống cây trồng vaccine, hóa chất sát trùng theo quy định cho các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ dịch bệnh để nhanh chóng phục hồi sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường, ổn định đời sống cho nhân dân vui xuân đón Tết. Thông tin liên quan khác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, nhất là những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo trưởng ban chỉ đạo điều hành giá những vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến mặt bằng chung và ổn định kinh tế vĩ mô,
chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Tập trung kiểm tra, tuần tra chặt chẽ tại các tuyến và địa bàn trọng điểm. Các mặt hàng nhập lậu, hàng giả thường có xu hướng gia tăng trong dịp cuối năm và Tết. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, nợ công, tài sản công, kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng nhằm đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân bị thiếu ăn trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giảm hàng. Thưa quý vị và các bạn, 4.200 hộ với hơn 15.000 dân là những con số tổng quan nhất về kế hoạch di dân, có thể xem là lớn nhất trong lịch sử di dời dân cư của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện có một đề án giải phóng mặt bằng nào là nhận được sự đồng thuận của đối tượng giải tỏa như đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế. Kinh phí để di dời, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho hơn 4.200 hộ dân sống treo trên di tích kinh thành Huế ước chừng hơn 2.800 tỷ đồng. Nếu thực hiện được, đây có thể xem là cuộc di dời dân cư lịch sử của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhất nhát, cùng cực. Đó cũng chính là tình cảnh chung của hơn 4.200 hộ dân đang sinh sống trong khu vực 1 di tích kinh thành Huế trong hàng chục năm qua. Ở trên di tích, tựa lưng vào di tích, thậm chí là sống trong lòng di tích, nên họ hiểu hơn ai hết sự xuống cấp từng ngày của những di sản quý giá mà cha ông đã dày công tạo lập. Đất này là đất thuộc của đất của di tích lịch sử. Mình ở đây là lỗi lầm, vì mình cuộc sống không có, nhà cửa không có tạm bợ, cho nên mình về tạm bợ ở đây. Vậy thì chịu khó mà ở chứ răng, chứ thì làm tiền bạc mua mà làm. Còn ba hẳn thì mình ở chứ chứ không còn ba hẳn thì làm. Không chỉ người dân cảm thấy có lỗi với di sản, mà ngay chính những nhà quản lý. Tình cảnh của kinh thành Huế sau 25 năm được UNESCO công nhận là di sản thế giới cũng là món nợ chưa có lời giải. Là thành kinh đô duy nhất còn lại của Việt Nam, bao bọc trong mình những công trình mang đậm dấu ấn di sản. Nhưng đáng tiếc là kinh thành Huế lại được biết đến nhiều hơn như một khu vực ghi dấu những biến động của dân cư kéo dài qua nhiều thời kỳ lịch sử, nơi chôn chân hiện tại của hàng chục nghìn con người trong điều kiện hết sức khó khăn. Như chúng ta biết thì kinh thành Huế là một trong những di tích đặc biệt quan trọng trong cái quần thể di tích cố đô Huế, di sản thế giới, di tích cấp quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Thế nhưng mà cho đến nay thì với cái điều kiện như vậy thì chúng ta gần như là không đủ cái điều kiện để mà trùng tu bảo vệ kinh thành. Thì tôi nghĩ là chúng ta đã xếp hạng là di sản thế giới, ta tự hào là ta có một thương hiệu quốc tế. Mà trên thượng thành vẫn có người sống, như thế là mình không thực hiện nghiêm cái cam kết của chính phủ ta, tức là bảo vệ sự toàn vẹn. Tính hệ trọng và cấp thiết của việc di dời dân cư khu vực 1 di tích kinh thành Huế là điều mà ai cũng thấy. Và trên thực tế, vấn đề này đã được tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra ngay sau khi quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Từ năm 1996 đến nay, khoảng 1.000 hộ đã được di dời. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một phần nhỏ do khó khăn về kinh phí cùng với những bất cập trong chính sách bồi thường. Năm 2018 đặt một dấu mốc quan trọng trong việc hình thành giải pháp tổng thể cho vấn đề kinh thành Huế sau cả kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến chủ trương xây dựng đề án di dời dân cư khu vực 1 di tích kinh thành Huế. Theo đó, để thực hiện cuộc di dân với quy mô chưa từng có ngay trong năm 2019, ngoài 1.300 tỷ đồng từ huy động, Thừa Thiên Huế cần Trung ương hỗ trợ khoảng 2.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số cơ chế đặc thù cũng đã được tính đến để đảm bảo quyền lợi của người dân và tính khả thi của đề án. Tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, nguyện vọng tha thiết của chính quyền và người dân Thừa Thiên Huế tiếp tục được đưa ra và nhận được sự ủng hộ của nhiều đại biểu. Nếu nói cuộc sống hàng ngàn của con người này tạo ra áp lực lớn để tiến độ bảo tồn, tôn tạo kinh thành Huế thì cũng phải thấy rằng chính người dân nơi đây đất sống vô cùng chật vật, khó khăn khi gắn với đời mình, với công trình di tích quan trọng đặc biệt của quốc gia. Mong ước của nhiều thế hệ ở đây là tìm kiếm cơ hội một cuộc đổi đời về nơi sinh sống trong nhiều năm qua vẫn chưa thực hiện được. Nếu không làm gấp ngay trong năm 2019 thì áp lực lên khu di sản ngày càng lớn, do các gia đình ngày càng nghèo, càng đông con thì nhu cầu tách hộ, cơi nới lấn chiếm thì ngày càng lớn. Chúng ta cũng đã ban hành những chính sách đầu tư cho Huế
nhưng phần lớn cũng không được thực hiện một cách đầy đủ. Khoản đầu tư 25 năm cho di sản văn hóa quốc gia đặc biệt này, một biểu tượng của văn hóa, lịch sử quốc gia, cả khu di tích thành nội và không gian văn hóa xung quanh thì không bằng 1 km đường sắt trên cao và khoảng 1,5 km làm đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhà nước với quốc hội như vậy quan tâm thì quả tốt, có là có để ý tới nhân dân, còn nghĩ là ở đây là rất mừng, có sự trong lúc chơi đời nghĩa là tôi thỏa mãn nguyện vọng để an cư lập nghiệp. Hiếm có một đề án giải phóng mặt bằng nào là nhận được sự đồng thuận của đối tượng được giải tỏa như đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế. Vấn đề còn lại là kinh phí và khung pháp lý thực hiện. Kỳ họp Hội đồng dân tỉnh cuối năm 2018 cũng đã thông qua đề án quan trọng này, tạo cơ sở pháp lý để tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và các phương án thực hiện trong năm 2019. Chương trình Huyện Ngày Mới sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Hơn 7,6 tỷ đồng là nguồn kinh phí và hiện vật được Hội Bảo trợ người tàn tật vận động qua các kênh từ các tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ và giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Trong năm, đơn vị đã tổ chức trao 15 đợt với số lượng 420 chiếc xe lăn, 10 chiếc xe lắc cho người khuyết tật có nhu cầu, trao tặng 25 chiếc xe đạp cho các em học sinh mồ côi, khuyết tật với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật đã thực hiện việc chiêu sinh thường xuyên, đào tạo sơ cấp nghề, dạy nghề cho tổng số 355 học viên. Triển khai thực hiện hỗ trợ vốn vay sinh kế tại thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế với tổng số vốn luân chuyển không lãi là 225 triệu đồng. Năm 2019, tỉnh hội tiếp tục phát huy công tác vận động, tranh thủ mọi sự ủng hộ của các nhà tài trợ nhằm tăng nguồn quỹ hội, tiếp tục chương trình hỗ trợ thường xuyên cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với tổng số người cao tuổi chiếm tỷ lệ gần 14% tổng dân số của tỉnh, đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2025 đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho người cao tuổi được chủ trọng từ tỉnh đến cơ sở. Phòng dân số, kế hoạch hóa gia đình thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế đã phù hợp với các đơn vị liên quan duy trì hoạt động của 71 câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại 9 huyện, thị xã, thành phố Huế. Từ đầu năm 2018 đến nay, các câu lạc bộ đã tổ chức được 110 buổi sinh hoạt với 4.052 lượt người cao tuổi tham dự. Các trạm y tế đã tổ chức 191 cuộc nói chuyện chuyên đề với 6.793 lượt người cao tuổi tham gia. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp tích cực tuyên truyền, tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tổ chức các hoạt động nêu gương người cao tuổi, tuyên truyền thực hiện chính sách xã hội, vận động thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời lồng ghép hỗ trợ các hoạt động về người cao tuổi tại địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện đặc thù của địa bàn vùng miền núi, nhiệt độ thấp thường kéo dài, đặc biệt trong thời điểm các đợt rét đậm rét hại thường gây ảnh hưởng đến đàn gia súc. Chính vì thế, công tác phòng chống rét, dự trữ thức ăn cho trâu bò thời điểm mưa rét luôn được chính quyền địa phương và người dân vùng cao đặc biệt quan tâm. Phản ánh của phóng viên Huyện Ngày Mới về công tác này tại huyện miền núi A Lưới. Ngay từ đầu đợt lạnh năm nay, gia đình ông Nguyễn Thảo tại xã Sơn Thủy, huyện A Lưới đã tất bật chuẩn bị giải pháp tránh rét cho đàn gia súc của mình. Nhiều biện pháp phòng tránh được ông chú trọng như chủ động phủ bạt cho chuồng trại, tăng cường nguồn thức ăn cho trâu bò, cũng như hạn chế đàn gia súc ra ngoài trong những ngày giá rét. Chỉ có để rơm mà rải cho năm đợt rét thôi. Tối thì ăn rơm, ngày thì ăn cỏ. Đó, chỉ phong trào này. Điểm thứ hai là còn quanh chuồng là mình bao ra đó, hoặc là mang chứ đó, khỏi gió vô, khỏi rét thôi. Đó, chỉ có trước cả sau nữa. Sự kinh nghiệm từ những năm trước, các hộ gia đình ở huyện A Lưới bên cạnh việc dự trữ thức ăn khô cho trâu bò cũng tích cực chuẩn bị nguồn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng cho đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, người dân đã ý thức hơn trong việc giữ ẩm chuồng trại và bảo vệ đàn gia súc. Là che chắn, lấy bạt che chắn cho chuồng nó ấm lại. Thứ hai là mình dùng hệ thống đèn sưởi của giống như sưởi cho gà đó, là mình áp dụng sưởi cho bò luôn. Còn nếu mà rét đậm rét hại, mình có thể là dùng cái bao mình trùm lên người bò, thân bò đó. Toàn huyện A Lưới có trên 26.000 con gia súc, trong đó trâu 2.900 con, bò 9.700 con, lợn 9.500 con.
Những năm qua, phát triển đàn gia súc là một trong những hướng đi giúp xóa đói giảm nghèo của địa phương nơi đây. Chính vì vậy, công tác hướng dẫn người dân bảo vệ cho đàn gia súc liên tục được chính quyền chủ trọng triển khai, như tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng chống rét cho gia súc, dự trữ và cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, cỏ tự nhiên, lau lách. Đồng thời khuyến cáo người dân không nên thả rong trâu bò khi ngoài trời đang mưa rét, nhiệt độ xuống thấp. Phải thường xuyên đó là cập nhật về tình hình diễn biến của thời tiết, về khí hậu để chủ động cho phòng chống. Thứ hai là quản lý gia súc, như là di chuyển đàn trâu bò ra khỏi những vùng núi cao những ngày trời mưa rét, rồi chuẩn bị thức ăn, rồi nếu như ngày nào mà nhiệt độ nó tốt ấy, thì sẽ đưa đàn trâu bò đi từ 8 giờ sáng và về trước 17 giờ chiều khỏi trâu bò bị lạnh. Thứ ba nữa là cung cấp thức ăn và nước uống tại chuồng, có nghĩa là dự trữ và cung cấp đầy đủ thức ăn và nước uống cho đàn gia súc, còn bổ sung thêm là vitamin và những chất khoáng chất cho đàn trâu bò. Đàn gia súc đóng vai trò là nguồn kinh tế chủ lực trong các gia đình người dân tại đây. Với thời tiết biến đổi thất thường như hiện nay, người dân cần chủ động tốt các giải pháp bảo vệ đàn gia súc nhằm hạn chế thấp nhất những tác động do giá rét gây ra. Thưa quý vị và các bạn, trong một vài năm trở lại đây, kinh doanh loại hình homestay đang ngày một nở rộ. Điều này giúp cho du khách quốc tế khi đến Việt Nam cũng như cả khách du lịch bản địa sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn về nơi lưu trú. Hiền đang quản lý 10 căn hộ và biệt thự cho thuê homestay. Chị Thu Hiền đang trang hoàng lại ngôi nhà của mình để đón khách đến nghỉ trong đợt nghỉ Tết dương lịch này. Chị Hiền cho biết, chỉ tính riêng căn biệt thự này, chị đã cho khách thuê kín cả 4 ngày nghỉ lễ. Gần như là từ tháng 1 cho đến tháng 12, tháng nào cũng là tháng cao điểm vì có rất là nhiều các mùa khách khác nhau. Và như vậy cho nên là cái việc mà đăng bán phòng trên các cái kênh OTA nó thực sự là nó tiết kiệm cả một cái đội ngũ marketing, cũng giống như là nó hiệu quả hơn rất là nhiều về cái tỷ lệ phòng. Rất nhiều bạn trẻ đã có xu hướng chọn ở các khu homestay thay vì ở kiểu khách sạn như truyền thống. Một ngôi nhà, căn hộ đẹp, đầy đủ tiện nghi và có không gian riêng tư như ở nhà là lựa chọn của rất nhiều người. Vì thực ra tôi cũng tìm hiểu qua rất là nhiều kênh, nhưng mà khi mà xem và tìm hiểu ở trên kênh Luxstay thì tôi cũng đã tìm được một cái căn homestay ưng ý cho mình và tạo cho tôi cảm giác là như tôi đang được ở nhà. Theo ghi nhận của Luxstay, một trong những ứng dụng đặt homestay du lịch made in Việt Nam đang đón nhận phản hồi rất tốt từ người dùng và khách du lịch. Đợt nghỉ dưỡng này, lượng khách đặt homestay qua Luxstay đã đạt gần 100% ở khoảng 20 tỉnh thành mà ứng dụng này có mặt. Xu hướng nghỉ dưỡng đang dịch chuyển dần qua book homestay và căn hộ nghỉ dưỡng, bởi vì khách đang dần có những cái nhu cầu về sự riêng tư dành cho gia đình và không bị làm phiền bởi người khác. Bên cạnh đó thì họ muốn book một căn biệt thự trọn gói để có thể cả gia đình vui chơi, ăn tiệc nướng, có thể bơi cùng nhau và có thể cùng hát karaoke. Đó là những dịch vụ mà khách sạn truyền thống hay resort không thể đáp ứng được trong một cái không gian đảm bảo được cả sự riêng tư. Khác với loại hình khách sạn đơn thuần, homestay không chỉ là điểm lưu trú nghỉ ngơi mà còn được thiết kế sáng tạo theo nhiều phong cách khác nhau, nên có sức hấp dẫn riêng đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Cùng bởi chất riêng này nên ngay chính người dân Việt Nam cũng chọn thuê homestay vào dịp cuối tuần để thay đổi không khí hoặc chọn nơi đây làm điểm nghỉ dưỡng ngắn ngày thay vì đi du lịch xa trong các ngày nghỉ lễ. Đây được xem là sự lựa chọn vừa tiết kiệm chi phí vừa trải nghiệm không gian sống mới mẻ. Thời tiết trong các ngày nghỉ là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm, và những thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay cũng là lời kết chương trình Huế ngày mới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, do ảnh hưởng của rìa tây nam không khí lạnh được tăng cường mạnh nên ở Thừa Thiên Huế có mưa vừa rải rác, có nơi mưa to, trời chuyển rét, nhiệt độ dao động từ 16 đến 26 độ, độ ẩm từ 90 đến 91%. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, đến cấp 7, cấp 8, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.